sự Technic, huyện Hấn Quảng, Bình Phước đã xảy ra tình trạng sốt đất ảo. Người mua đất nhiều nơi từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đổ xô đến khu vực này để mua đất, khiến cho giá đất tăng bất thường. Trưa ngày 26 tháng 2, trên đường thác số 4 đi vào Ủy ban Nhân dân xã An Khương khoảng 3 km, xe cộ đi vào tấp nập. Hai bên đường, nhiều nhóm người tụ tập rao bán đất, thậm chí có những nhóm còn bắt loa bán đất như là bán kẹo kéo. 250 triệu, thưa quý vị. Chúng ta xây được sở hữu 20 mét mặt tiền, đường ấp 5 An Khương mặt nhựa. 250 triệu. Ghi nhận của phóng viên, ngay trong buổi trưa ngày 26 tháng 2, lực lượng chức năng là công an, dân phòng đã phải rất vất vả để dẹp trật tự. Đầu nậu cắm bạn ra bán đất phía trước thì dân phòng phải theo sau để nhổ bản, đồng thời giải tán các nhóm tụ tập hai bên đường. Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Hấn Quảng ra văn bản khuyến cáo người dân cảnh giác trước cơn sốt đất liên quan đến sân bay quân sự Technic. Theo huyện Hấn Quảng, việc người dân nhiều nơi đổ về mua đất tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Mặt khác, lợi dụng cơ hội một số người lôi kéo, xúi dục người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số bán đất dẫn đến không còn đất để sản xuất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ đói nghèo. Huyện Hấn Quảng cũng chỉ đạo lãnh đạo các xã, các ngành tăng cường quản lý, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng. Bên cạnh đó, phải thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi tụ tập đông người.